Vâng, hello, xin chào các bác đã quay lại với cửa hàng Kỳ Audio. Thì hôm nay đây là một bộ cho một bác khách. Thì bác ấy sẽ lấy hai bộ, hai combo giống nhau anh em nhé. Thì đây là tủ máy thứ hai. Xin chào mọi người nhé. Thì bây giờ đang công đoạn là setup. Đấy, em sẽ làm từng bộ trước. Đây, bộ thứ hai là cũng giống như vậy. Đấy, cũng như vậy, tất cả thiết bị là giống nhau hết. Đấy, máy lắc HB900 chập kênh đánh sấp và B650 chữ 2 loa full và vang X5 mic hát audio. Thì chị các bác, bộ này mỗi bộ này thì trên 30 một chút thôi, cả súp nha anh em nhé. Tủ máy thì đây anh em có thể xem qua một chút. Thì đây là một bác khách Đà Nẵng, hôm vừa rồi là hai vợ chồng nó bắt xe về đây, thì là lấy trước và đặt cọc trước 50 triệu. Thì hôm nay thì bắt đầu với hoàn thiện xong. Thì anh em có thể xem qua một chút về cái bộ nó như thế này. Thì như anh em đã thấy là đây gồm hai cặp loa full của Xiaoto, con này là 7.600.000 đồng một cặp các bác. Còn lên bộ tủ máy như này thì con đẩy này là 3.5 triệu HB900, như con này là mạch LA anh em nhé, và con LS Class H và X5 và H Audio sub 50. Đấy, thì cái này bộ này thì như bác khách bảo thì về sẽ cho em làm những cái sự kiện nhỏ nhỏ, ví dụ như là đám sinh nhật này, hay là những cái ma chay, hay là những cái cần lưu động. Đấy, thì anh em có thể thấy qua một chút, thì đây là hai cặp loa Xiaoto. Đấy, để lại với nhau. Thì bây giờ là bên em đang setup mà chọn không gian rộng, giống như tất cả thiết bị mà khi anh em làm sự kiện ngoài trời thì đây em cũng đưa ra ngoài trời để chúng ta làm sao để tốt nhất. Thì với hai cặp Xiaoto này các bác biết rồi, thì bây giờ là mình bác ấy lấy 4 cặp rồi. Thì bây giờ thì với loa Xiaoto ở nhà chỉ còn vài cặp nữa thôi. Con này thì rất là hay nên là em cũng lựa chọn luôn. Đấy. Đây anh em có thể qua AB Tham LM10. Con này thì nó là bán 25.7.600.000 đồng một cái phân khúc cao cấp của dòng loa full 25 rồi. Bát chết là Xiaoto anh em nhé. Nó chỉ khác mỗi cái con 11.5 triệu, đó là về bát, về vòng thùng thôi. Đấy là bát 25 mà. Còn chết phân tần thì nó giống hệt như loa 30. Đấy. Thì ok, bây giờ đang công đoạn này setup. Những bác nào mà ấy thì đợi em một chút nhé. Đợi khi set xong anh em sẽ cho các bác thưởng thức qua cái chất âm của dòng loa này. Đấy, ok, thì các bác nhá. Ok các bác. Thì đến bộ thứ hai bắt đầu em mới quay được. Bộ đầu tiên là bắt đầu cuốn gói anh em này. Đây, bộ khi nãy vừa ấy đóng gói luôn rồi. Đây là tiếp tục là bộ thứ hai này. Hai bộ giống nhau nhưng mà với hàng bãi thì tất nhiên là cứ mỗi bộ sẽ phải làm lại. Đấy, làm lại và như là để cho nó hoàn thiện nhất có thể. Ok, xin chào mọi người nhá. Ok, mời anh em cùng nghe qua chất âm một chút nhá. Đây. Một chút. Đấy. Một cấu hình với xuất đơn 50. Một con đẩy Mylac HB900, một con đẩy LS, tất cả là hàng bãi 100% anh em nhé. Toàn bộ cấu hình là hàng bãi hết. Được chưa anh em? Làm show nhỏ hoặc là những cái sự kiện mini. Ok, đang quay video để cho các bác ấy. Thì trong giai đoạn đó là đang vừa test co cũng như là đang setup lại thì cho các bác, để khi đến gửi đến cho anh em là ấy. Thì bây giờ thì chúng ta coi quan trọng nhất là cái loa ngày hôm nay là loa gì. Đây là một dòng loa Apetam Bass Chest Xiaoto anh em nhé. Bass Chest Xiaoto, model Xiaoto mới nhất anh em nhé. Đấy, tất cả là từ chest nó sẽ là côn nhôm dẹp, còn với bass sẽ là côn đen nhôm dẹp. Anh em nên nhớ là riêng những dòng loa mà côn đen nhôm dẹp là những dòng loa mà chất âm rất là hay. Được chưa anh em? Với những bộ này lướt lát nữa em sẽ đánh dấu như này. Tại vì bác ấy hầu như là cũng phải đánh dấu để về anh em dễ tiện. Tại ví dụ như là em đang set đây loa bên tay trái. Đấy, ví dụ loa bên trái và loa bên phải, được chưa anh em? Ví dụ về là ít sai số nhất có thể. Đấy, và không gian em chọn nó cũng khá là giống như anh em về làm sâu rồi. Được chưa anh em? Còn cái vị trí tầm nghe thì tầm 4m, để cho anh em 4m, ví dụ tầm nghe, ví dụ như là từ mình từ loa đặt như này
vị trí này tới đây thì là cái âm thanh ra nó sẽ là hiệu chuẩn cao nhất có thể, là từ bát và hai loa hai bên tới đây nó sẽ là tới nhà cùng lúc đấy, nó không bị delay độ trễ giữa sub và loa. Nhưng thì hầu như là làm là như những bộ này là bọn em làm là hầu như là sẽ không sai số, nhưng đôi khi các bác thấy là với nhiều bác là về là cứ ghép lên nghe được là nghe, nhưng mà với những bộ mà nó hoàn chỉnh hoàn thiện như này thì là đạt những cái hoàn chỉnh là sẽ cao nhất cho mọi người đấy, để cho các bác. Ok, anh em vào để cho anh ký số like anh em nhá. Lát nữa sẽ lại tư vấn lại và nhắc lại cho anh em một chút, thì bây giờ thì đang tiếp tục đang còn setup. Ok các bác nhá, trời nắng lắm anh em ạ. Đấy. Ok các bác, bây giờ mời tôi thấy anh em lắng nghe qua một đoạn ca khúc nhạc test anh em nhá. Đấy, thì siêu phê, có tốc điều rất là phê rồi, không phải nghỉ. Đấy. Ok các bác, tôi thoại vào đây không có rơi mất. Ok các bác đợi một chút nhé. Đây ok, tôi thoại vào điện thoại. Đấy. Ok mọi người ơi, cho tôi like nào. Chúc phê luôn anh em nhá. Đấy. Đây là sub 50 anh em này. Đấy. Thu đánh rất là gấu nhưng mà anh em không thể nghe được. Tại điện thoại thì nó sẽ không thể thu được. Đây là hai lời các bác nhá. Hai lời. Đấy. Sơ đồ, bát chết sơ đồ. Rất là nắng anh em ạ. Đánh rung lên nhà em cửa luôn. Cho anh em nghe một chút nhạc gọi là nó mình liều hơn một chút. Đây. À, chắc chắn là em sẽ không test nhạc thu được. Giờ đợt này YouTube nó quảng cáo đang giữa trưa rất là nắng các bác ạ. Rất là nắng nồi luôn. Anh em vừa hoàn thiện xong là hai bộ. Đấy. Tất cả âm thanh xèo như các bác sẽ không nghe được đâu. Dẹp này sáng mịn lắm. Rộng thoải mái. Điện thoại em bị rơi điện thoại luôn anh em ạ. Đấy, không để ý tại vì trên này thì cái súp nó đánh nè. Thôi được rồi, nên cho người test như vậy là khá là ok rồi. Đấy. Đánh rơi bố điện thoại xuống đất rồi các bác ạ. Được ngay tạch luôn thoại rồi. Mày thế. Không được gì. Ok thì cái bộ như thế này, ví dụ cả bộ, cả hai cặp xe ô tô, cả súp Alaso XYZ, cả tủ máy như thế này thì là tầm 36 triệu anh em nhá. 36 triệu thì em được thiết kế luôn cho anh em đây. Ổ điện đây. Và hai dây này sẽ là hai dây anh em có thể là dùng qua AS. Đấy, automat đấy, ổn áp đấy. Đấy, dùng qua ổn áp Ligo anh em nhá. Thì đây, như cả bộ như này. Chọn bộ như thế này là hơn 30 triệu. Thì cái cấu hình như này thì anh em có thể là trong phòng hát cũng được luôn. Tại vì với loa xe ô tô thì chất âm nó rất là hay rồi. Đấy thì loa xe ô tô hiện tại là trong cái nhà anh kia thì còn có vài cặp nó hết thôi. Tại đây hôm nay hoàn thiện cho bác ấy hai bộ nữa là hầu như là sẽ hết rất là nhanh. Xin em. Đây. Đây là một bộ này, còn bộ xong em sẽ đánh dấu này. Đấy, đánh dấu số 1 hết này. Để, bây giờ là bên trong cửa hàng thì với loa xe ô tô thì chắc còn độ tầm chục cặp không đến. Đây anh em. Xe ô tô đây. Đấy. Còn đâu mấy cặp ở đâu?
còn có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cặp. Vậy chỉ là còn có 6 cặp xe ô tô đã hết anh em nhé. 7 triệu 6 trong ngày đầu một cặp. Con này là bộ dàn anh em chơi độc lập rất là hay. Đấy, những bác nào cần bộ dàn này như con này lên tầm bộ dàn ngon lành anh đào tầm 16 củ. 16 triệu chưa gồm súp anh em nhé. Như đầy đủ mic các thứ ok hết rồi. Đấy, thì những bác nào mà thích cái bộ dàn thì các bác cứ liên hệ với các anh khi có hai số điện thoại ghi để đây. Hoặc các bác chốt lo xe ô tô các bác cũng có thể là liên hệ cho em vào hai số điện thoại ghi để góc này anh em nhé. Đấy, đấy, tiếp tục là một thợ là vừa đi xét về này. Đấy. Ơi em thì hầu như là cũng khá là tất bật. Đấy, nên những bác nào mà thích bộ đấy em kêu. Những thích bộ như thế này thì các bác liên hệ với cửa hàng kỳ các bác nhé. Ok, xin chào và hẹn lại các bác. Các bác đừng quên cho em xin nút like đăng ký kênh anh em nhé. Xin chào mọi người.